Nếu như Thượng Hải đến ngày 14 tháng 2 chỉ có chưa đến 1.000 cặp đăng ký kết hôn trong ngày tình nhân, thì có đến gần 2.000 cặp đăng ký kết hôn vào ngày 22 tháng 2 và tiếp tục tăng mạnh. Nhiều quận ở Thượng Hải đã kín lịch đăng ký cho ngày 22 tháng 2 từ nhiều ngày trước. Các tỉnh Giang Tô, Quảng Đông cũng rơi vào tình trạng quá tải đăng ký kết hôn từ cả tuần trước. Dù cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho các cặp đôi đăng ký trực tiếp lẫn đăng ký qua mạng, nhiều cặp đôi tin rằng ngày 22 tháng 2 năm 2022 sẽ là ngày ngập tràn tình yêu vì có nhiều số 2 nhất. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng bởi tại đất nước tỷ dân, thanh niên ngày càng ngại cưới hay cưới nhau rất muộn vì vô vàn những áp lực trong cuộc sống. Vẫn biết tình yêu là quan trọng nhất nên đăng ký kết hôn ngày nào cũng không quan trọng. Nhưng cũng có nhiều người quan niệm ngày 22 tháng 2 năm 2022, ngày bắt đầu một trang mới trong cuộc đời mà độc đáo, dễ nhớ và ngọt ngào thì sẽ tràn ngập hạnh phúc, hay ít nhất cũng để lại những kỷ niệm khó quên. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Liên quan đến ổ dịch Covid-19 vừa được phát hiện tại một tu viện quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết đã nhanh chóng triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm và hiện thì chùm ca nhiễm đã được kiểm soát. Theo đó, xuất phát từ trường hợp một F0 là học sinh đang lưu trú tại một tu viện ở phường 5 quận Gò Vấp, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tất cả người ở tu viện này, kết quả phát hiện 54 ca dương tính. Nhận thấy có sự lây nhiễm tại đây thông qua việc sinh hoạt, thể thao, học tập, Ủy ban Nhân dân phường cùng trạm y tế phường đã kiểm tra hướng dẫn cách chăm sóc điều trị cho F0, theo dõi F1 đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Hiện chùm ca nhiễm này được khoanh vùng, đa số các em đều đã tiêm 2-3 mũi vaccine phòng Covid-19, tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp khuyến cáo mọi tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và mỗi gia đình, người dân không chủ quan với dịch bệnh, luôn tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng dịch 5K và tiêm đủ liều vaccine COVID-19, từ đó thích ứng an toàn trong điều kiện bình thường mới. Đời vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, bà làm nghề đan vớ ở Villa Ukika, một thị trấn do người Yagan thành lập ở ngoại ô thành phố Puerto Williams của Chile. Năm 2003, sau khi người chị qua đời, bà trở thành người cuối cùng trên thế giới nói tiếng Yagan. Bà đã nỗ lực bảo tồn ngôn ngữ này bằng cách viết một quyển từ điển tiếng Yagan, tiếng Tây Ban Nha. Hiện tại, dù vẫn còn một số ít người Yagan còn sống, nhưng qua nhiều thế hệ, những người thuộc cộng đồng này đã không còn học tiếng Yagan. Ngôn ngữ này được xem là tách biệt do có các từ ngữ khó xác định nguồn gốc. Cộng đồng Yagan từng sinh sống ở các quần đảo thuộc cực Nam Nam Mỹ, ngày nay là Chile và Argentina. Hơn 300 hiện vật quý hiếm của Maroc và các nước châu Phi đang được triển lãm tại một phòng trưng bày ở Casablanca, Maroc. Các hiện vật này sẽ được bán đấu giá vào ngày mai 19 tháng 2. Trong phòng trưng bày này có 329 hiện vật quý hiếm từ Maroc và nhiều nước châu Phi khác như Niger, Mali và Burkina Faso. Chúng đã được ông Bert Flynn, một nhà sưu tập, nhà nhân chủng học và chuyên gia nghệ thuật 92 tuổi người Hà Lan sưu tầm trong hơn 50 năm qua. Ông Flynn đã sưu tầm các đồ trang sức, túi sách, đồ dùng nấu ăn, thảm, nhà cụ, đặc biệt là từ ốc đảo thung lũng Su và vùng Sahara. Ông cũng quan tâm đến các truyền thống của người Berber. Các hiện vật trải dài từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 20. Chúng tôi sẽ làm hết sức để bộ sưu tập này có thể tới thẳng một viện bảo tàng hay một tổ chức khác, để nhiều người, bất cứ ai, cũng có thể chiêm ngưỡng hết được giá trị thật của chúng. Bộ sưu tập của ông Flynn đã được trưng bày ở các viện bảo tàng khác nhau và giờ được triển lãm phục vụ công chúng trước khi được bán đấu giá.